Mày đéo gì vậy? Ôi sao tưởng nào để mình đéo tin. Cho đến lúc này, Robert Lewandowski là tiền đạo cắm có phong độ ổn định nhất trong thế hệ của mình. Việc miêu tả sự xuất sắc của anh đã tạo ra vấn đề nan giải tương tự như Ronaldo và Messi. Điều gì khi người ta nhắc về Lewandowski? Cỗ máy ghi bàn, vài thú dường như không thể bị ngăn cản. Bộ não thì tập trung cho việc duy nhất, đưa bóng vào lưới. Các mỹ từ đó đã được lặp đi lặp lại trong vòng vài năm qua, ngay cả khi những thống kê của Lewandowski đang trở nên khủng khiếp hơn. Đó cũng là lý do khi người xem đưa cho mình yêu cầu review Lewand của mùa giải MC, mình đã rất háo hức khi trải nghiệm siêu tiền đạo người Ba Lan. Nhưng thực sự, những cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm là không như mong đợi với giá tiền đã phải bỏ ra. Với người chơi chưa từng chơi Lewand, chắc chắn bạn cần có thời gian để thích nghi khi sở hữu tiền đạo này. Nói đến đây, các fan của Lewand hãy bình tĩnh ngồi xuống và nghe mình chia sẻ, bởi dù sao đây cũng là game chứ không phải ngoài đời. Điều đầu tiên, điểm mạnh nhất ngoài đời khi nói về tiền đạo với Ba Lan đó là dứt điểm. Đáng nhẽ với chỉ số 109, trong game anh cũng phải sút rất bén. Nhưng không, tôi đã khá sốc khi trải nghiệm Lewand. Anh sút có tỷ lệ cọc xa rất nhiều, lực sút bóng là không ổn định. Anh sút xa khá yếu và chỉ thực sự lợi hại khi có mặt ở trong vòng cấm. Ngoài ra, dù có Skinner bấm bóng, nhưng dùng anh lốp bóng, tôi cũng rất gượng tay, thiếu cảm giác và có tỷ lệ cột xa rất cao. Bởi vậy, khi đá Lewand, anh em cần nắn nót khi dứt điểm để tránh bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Bên cạnh đó, không chiến chắc chắn cũng không phải là thế mạnh của tiền đạo Bayern. Dù có chỉ số ẩn đánh đầu mạnh kết hợp với chỉ số nhảy 100, đây là một mức rất tốt, nhưng Lewand không dễ đánh đầu như Ronaldo de Lima mình đã trải nghiệm trước đó. Các pha đánh đầu của anh có thừa lực nhưng lại thiếu đi độ chính xác và hóc hiểm. Có lẽ dùng anh để đánh đầu cần phải có nhiều thời gian để thành thục hơn. So với chính anh của mùa giải UCL, điểm tốc độ cải thiện 6 chỉ số và đạt mốc 100, mốc rất ổn. Nhưng tôi cảm nhận anh chạy quá chậm so với mong đợi dựa theo bộ chỉ số được trang bị. Anh bứt tốc quãng ngắn rất ỉ, thiếu sự thanh thoát cần thiết. Điều này không hợp với những ai đá phòng ngự hoặc phần công. Anh đi bóng cũng rất cứng và dù trang bị 4 sao kỹ thuật, Lewand đổi hướng và làm skill rất tệ. Rất nhiều tình huống không bị theo quá sát, Lewand cũng làm hụt các skill qua người. Có lẽ việc này đến từ chiều cao 1m84 và 80kg cân nặng cùng thể hình trung bình. Vậy anh là mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh ư? Ồ không, khi tranh chấp tay đôi, chỉ số sức mạnh 100 và thăng bằng 108 dường như chỉ để làm cảnh.
anh rất dễ bị đối phương kéo lại hoặc đánh sấp mặt khi phải so bay với các CB top. Điểm sáng hiếm hoi là khả năng chạy chỗ tách người của Lewan cũng rất ổn. Tuy nhiên, ngay sau khi tách ra khỏi hậu vệ, do có tốc độ chậm, anh lại có tỷ lệ bị túm lại bởi hậu vệ và tiền vệ đối bạn. Tổng kết lại, với cá nhân mình, việc đã trải nghiệm qua Ronaldo Lima rồi quay về Lewan làm mình thực sự hụt hẫng. Việc làm quen với một số 9 cổ điển là một việc khó đối với mỗi người thích đá vẽ vời và chọc khe như mình. Lewan chắc chắn không phải là một tiền đạo tồi, bởi khi làm quen mình cũng đã ghi được rất nhiều bàn với anh. Nhưng chắc chắn với những ai chưa từng thử qua tiền đạo người Ba Lan thì sẽ cần thời gian để làm quen. Mọi ý kiến đóng góp xin hãy để lại ở phần comment. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sin. You build.